Hello, chào mừng quay trở lại với channel Võ Tùng và đến với một game đấu tại rank Hàn của Guma Yoshi. Ngày hôm nay sẽ là giáo án Nila Debot của Guma Yoshi siêu sát thương anh em nhé. Và để xem là con Nila cầm tốc hành cùng với thanh tẩy Guma Yoshi sẽ có một giáo án như nào nào. Let's go. Ok, đứng trên sẽ là kèo Aatrox cùng với đó là Irelia của Irie King. Khu đứng dưới sẽ là Guma Yoshi cùng với hỗ trợ team 2 của DX là Clear. Về Ngọc thì anh em cứ theo dõi như trên màn hình anh em nhé. Bảng phụ mang thợ săn kho báu cùng với tác động bất chợt, tốc độ đánh sát thương thêm và giáp. Bảng chính thì mang chinh phục, đắc thắng, huyền thoại hút máu cùng với chốt trận cuối cùng. Bên phía bên kia là Samira cùng với Rell, một cặp đôi cũng có khả năng Odin rất là mạnh nhưng mà có một cái tầm đánh khá là hạn chế từ Samira. Nila cũng là một con tướng thích cận chiến giống như là Samira vậy, hai con xạ thủ ưa thích cận chiến. Và để xem là khả năng Odin đến từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ nào sẽ mạnh hơn. Đứng giữa thì đó là một con Karthus, một con Rayton rừng là Karthus cấp 1 đang có ý định xâm lăng rừng đến từ bên phía của team 2. Cắm mắt sông dưới sau đó di chuyển vào cướp rừng và có lẽ là team Guma sẽ không có thông tin cho tình huống này. Hoàn toàn không có thông tin anh em nhé. Liệu rằng có một tiếng ăn rừng sau đó thì xuống dưới ganh luôn đến từ Kindred hay là không? Đối với cấp độ 2 của Kindred cùng với cấp 1 của Rell thì chỉ có CC duy nhất đến từ cái W của Rell cùng với một chút CC tới từ nội tại của Samira thôi. Với thanh tẩy cùng với tốc hành thì mình nghĩ là Guma Yoshi có thể xử lý được. Và Rakan có thể nâng W để cover cấp độ 1 nữa. Về tốc độ đi rừng của Karthus thì đây vẫn là con tướng đi rừng với tốc độ khá là cao. Bản này thì bị nập sát thương của Karthus nhưng lại búp sát thương lên quái rừng. Nên đi rừng vẫn ổn anh em nhá. Đã có một dấu ping chấm hỏi đến từ bên phía của team 2 và khu vực bùa xanh. Để xem pha này thì Rell cùng với Samira sẽ đi đường nào đi ra. Chắc là phải đi vào từ bụi cỏ đi ra thôi anh em ạ. Đi từ bụi cỏ đi ra thì nó sẽ che được một ít thông tin. Nhưng mà góc di chuyển vừa rồi đã có một dấu ping ở bụi cỏ chắc 3 đến từ team Guma Yoshi rồi anh em nhé. Cấp 1 thì Nila chỉ có thể nâng Q thôi, không nâng được cái gì cả. Rakan thì chưa nâng kỹ năng. Đây là tình huống Kindred ít nhất sẽ cướp đi hai bạo cái rừng tại rừng dưới của Karthus. Và sau đó thì không có mắt cắm lại bụi cỏ bãi chim rồi. Đứng dưới thì Guma đang có những tình huống đẩy đường sớm với những tình huống vụt quy liên tục vào lính. Và áp lực sẽ là áp lực cấp độ 2 sớm hơn dành cho Guma Yoshi cùng với Rakan. Tuy nhiên thì rừng đối phương đã xác định là level 2 không ganh được nên là farm 3 bãi lên 3 luôn. Để xem lên 3 có ganh được cặp đôi đứng dưới đối phương ở level 2 hay không anh em nhé. Guma là hit rất là tốt, thậm chí là có thêm một chỉ số về mắt nữa. Samira tay ngắn cấp 1 đánh không lại Nila rồi. Karthus thấy rừng mình bị cướp. Cướp hết tất cả các bãi dưới rồi, đã có những dấu ping đến từ Karthus là Kindred có thể ở bụi cỏ trang 3. Kindred không biết đã phát hiện ra Karthus hay là chưa. Karthus di chuyển với một con mắt vật tổ chấm bi đến từ Karthus và coi chừng bị Kindred solo kill nha. Có kiệt sức tới từ vị trí của Karthus. Và phía sau thì Guma Yoshi cùng với hỗ trợ của mình đang đẩy rất cao. Guma bị CC rồi. Thanh tẩy Guma còn quyết định tung W ra bên phía bên kia. Kindred solo kill có chính công đầu mặc dù bị kiệt sức. Còn Guma Yoshi và Rakan không hỗ trợ kịp trong tình huống này. Kindred có được một vòng rừng với ít nhất có thể là 3 bùa chăng? Đứng trên thì kèo này quá ngộp dành cho Aatrox rồi, 19 so với 7 CS là các bạn thấy là cái kèo top này 3 level đầu Irie King đã đánh ngộp đến như thế nào. Như vậy là Kindred lấy chiến công đầu xong thì hết máu không ganh được khu vực đứng dưới và khu vực đứng dưới này cũng đang có chênh lệch rất là lớn dành cho Guma, còn đứng trên băng trụ rồi. Trăng dây làm choáng. Dính làm choáng nhưng mà không còn quy để Irie King có thể xử lý thêm. Nếu như pha là đánh tay sau đó thì tốc biến đánh tay đổi với tốc biến đối phương thì vẫn lời anh em nhá. Solo kill và đó là một tên lính lời hơn dành cho Irie King trông thấy rồi. Aatrox có dịch chuyển nhưng không còn xe to nữa. Karthus lúc này hết rừng làm rồi. Rừng đã bị cướp hết khu cánh dưới. Cánh trên thì không có gì để farm, quyết định đi farm cua. Kindred có mặt, đồng nguyên đã mất đến từ Kindred. Karthus solo cùng với Kindred luôn. Kindred đã có cái cung gỗ đi ra ở tình huống về nhà đầu tiên và sau đó thì solo giữa hai jungle. Kindred né rất tốt những tình huống chấm bi đến từ Karthus và solo kill lần thứ hai dành cho jungle bên phía team 2. Những bất lợi tại cánh trên bắt đầu xuất hiện, đường giữa cũng là một kèo thua dành cho Rayton. Đường trên thì kèo này Aatrox bị đai quả vừa rồi thì thọt đừng hỏi rồi. Irie King vẫn xử lý đi đường cực kỳ khủng khiếp. Còn khu vực đường dưới thì Guma vẫn đang có những lợi thế 31 so với 13 chỉ số lính ạ. 31 này là có thêm một vài chỉ số lính tới từ mắt anh em nhé. Nhưng mà chênh lệch đường dưới vẫn đang là rất lớn dành cho Guma Yoshi cùng với Rakan. Chỉ là băng trụ thì hơi khó vì rừng cứ chết liên tục như thế này. Chứ kể là Karthus cũng hơi khó để băng trụ nữa. Khu vực đường trên, trăng dây làm choáng trượt tới từ Irie King, 4 stack nội tại. Aatrox bổ Queen rồi trở lại, EQ2 fail rồi. Irie King cũng đã đâm Q không chết lính thì phải, đánh tay với 4 stack nội tại nhưng mà Aatrox level 5 nha. Aatrox có nội tại, gồng W giảm đam, W vào lính để dọn lính bằng Q. Áp lực lên 5 tới từ Irie King và lúc này khi mà E đã hồi lại kịp thì Aatrox sẽ phải xử lý như nào đây. 2 Q nó có một Q chí mạng, trăng dây làm choáng trượt đến từ Irie King rồi.
Carter đang đi cướp rừng khu vực cánh trên để gỡ lại bùa. Còn Á Chóc cái turn này thì chắc là không ai cứu nổi. Carter đang đi cướp lại rừng cánh trên nhưng không cướp được bùa đỏ, chỉ cướp được bãi chim mà thôi. Còn đứng dưới thì Gumayusi cùng với Rakan vẫn đang tiếp tục cái khả năng đi đường cực kỳ tốt. Reo lao lên tấn công nhưng mà Rakan về được bằng điệu nhảy tiếp viện và Rayton vòng ra phía sau Irekin. Irekin sắp level 6 chưa? Chưa level 6, còn một con lính nữa lên 6. Trăng dây làm trắng tốt tới từ Irekin. Bị Achok bổ quy dính nội tại. Achok có level 6, lưỡi kiếm tiên phong có. Đánh tay liên tục dính W Achok rồi. Đứp 2 giật về. Và đó là cú đứp trượt đến từ Irekin, tốc biến đánh tay và quy có mạng dành cho Rayton. Kinred vòng ra phía sau, Gumayusi cấp độ 5 bắt buộc phải kích tốc hành chạy. Rakan hất tung hai người. Thiêu đốt vụt quy ngược trở lại đến từ Gumayusi. Kinred cũng đang ở một trạng thái không có phép bổ trợ. Reo lao vào, đó là một tiếng bật thủy giáp lên, tiếp tục vụt tiếp đến từ Gumayusi. Sát thương là khá nhiều, Reo không có tốc biến nữa, bị Guma vụt từ nhà đến trường rồi. Kinred vụt máu, Kinred có về đấy không? Đầy Guma có mạng, tốc biến được dùng đến từ cả hai người, đó chính là Rakan cùng với Samira, nhưng Rakan mất máu hơi nhiều và Guma hết năng lượng mất rồi. Một đổi một cho tình huống 2-3. Còn trong khi đó thì dừng lại chết tiếp rồi. Dừng chết đến cái mạng thứ ba, lần này bị Zoe bung hai spell ra solo kill rồi. Với tình huống này thì Guma cũng không ở lại khu vực đứng dưới được thêm nữa vì hết năng lượng. Tân lính có vẻ là hơi xấu dành cho Guma Yushi. Chờ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đối phương bấm B về, sau đó sẽ lén lén đi ra reset cái wave này anh em nhé. Rồi, đối phương về hết rồi. Lén lén đi ra vụt quy dọn nốt cái tân lính này thôi anh em ơi. Một mạng dành cho Guma Yushi, không tệ không tệ. Tình huống 1 đổi 1 với một mạng cho Guma Yushi là không hề tệ tí nào anh em nhé. Rất tiếc là khoảng trống được tạo ra thì dừng lại không biết làm gì cả, thậm chí là còn chết luôn. Zoe bị ganh bởi một con Rakan ở cấp độ 5 và Rayton đã có được tình huống thần cá sấu và có mạng dành cho Rakan chứ không phải là Rayton, hơi tiếc một chút. Pha này thì Reo tiếp tục bị giữ chân lại một nhịp và đây sẽ là tình huống mà Samira sẽ phải 1-2 trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Còn đường trên thì Achok đã đóng băng được lính farm an toàn rồi. Irekin thì mất nửa cây, di chuyển ra ăn mầm, có Kinred phía sau. Rồng cánh dưới thì còn nguyên. Đây là con bùa đỏ đầu tiên cho Carthus trong ván này và 5,5, chưa lên 6 được, chưa có áp lực từ khúc cầu hồn. Cánh trên Kinred thấy bùa xanh đối phương còn và có lẽ sẽ có thêm cả đồng biến ấn từ bãi cóc nữa. Carthus có định đứng lại khu vực dưới chung với Rakan để thực hiện một pha tấn công khi thấy rằng Samira lúc này đang còn một cái thanh tẩy mà thôi. Đợt lính trước đó được Gumai reset, nó đẩy ngược trở lại và nó sẽ là một thế lính hơi nguy hiểm dành cho vị trí của Samira. Rakan bị bắt ở phía sau và Rakan dùng W để rút lui nhưng bị một hit đánh từ trụ mất nửa cây. Đường trên thì wave này hơi khó cho Achok, không tốc biến. Chỉ còn chiêu cuối để rút lui mà thôi. Lưỡi kiếm tiên phong của Irekin vẫn còn. Pha Q1 rất tốt nhưng dính lưỡi kiếm tiên phong. Làm choáng tốt tới Irekin luôn. Achok trả W vào người Kinred để quăng rút lui trong pha này. Sát thương không đủ đến từ Irekin cùng với Kinred. Nhưng mà lấy được khá là nhiều máu cùng với chiêu cuối của Achok rồi. Achok vẫn đứng lại với định farm nốt tân lính này. Và không chịu áp lực đến từ cú băng trụ đến từ bộ đôi top rừng bên phía team 2. Cánh dưới thì Zoe đang ra để cản rồng và liệu rằng có cản được hay không đây. Có lẽ sẽ là tình huống đổi rồng lấy sứ giả cánh trên. Boss thì Guma vẫn đang gác trước gần 30 chỉ số lính so với xạ thủ đối phương. Rồng có level 6 có dành cho Carthus. Top lúc này thì Achok sẽ không bị băng trụ nhưng mà vẫn có những sự thua thiệt nhất định đến từ kèo top. Khi mà Irekin đang farm vượt trội gần 20 chỉ số lính, Guma lao vào với cú chiêu cuối không hút được bất kỳ một ai. Một pha chiêu cuối fail đến từ Guma Yushi và lỡ mất cơ hội băng trụ rồi. Vẫn có định băng trụ nhưng Samira level 6 nha. Hơi khó nha, Rakan lao vào với tiếng R-Dub, có định đổi mạng với xạ thủ đối phương. Rakan ra được, kiệt sức vào người xạ thủ đối phương, hòa cú lên xạ kích hoạt. Và đó là tiếng ít nhất là 1-1, nhưng khi Zoe xuống thì liệu rằng Guma cùng Rakan có về đây không đây. Nghịch sao thành công, có thiêu đốt, thanh tẩy né sát thương thiêu đốt. Và sau đó quay ngược trở lại vụt tiếp. Nhưng sát thương đến từ Guma sẽ hơi hạn chế trong pha này vì hết máu rồi. Đó là tình huống Zoe ramming bất ngờ xuống cánh dưới và khiến cho cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của team Guma Yushi lên bảng cả hai. Double kill dành cho Zoe. Đứng giữa thì Kinred level 6 còn cử cứu sinh nên không gặp quá nhiều nguy hiểm trước cú đứt nộ đến từ Rayton phía bên kia. Khúc cầu hồn vang lên nhưng ngay lập tức đó là một tình huống cử cứu sinh được dùng đến từ Kinred. Người nằm xuống là vị trí của Reo. Thần cá sấu được kích hoạt tới từ Rayton nhưng mà bơi vào thì không thấy bơi ra được rồi. Quy nộ hồi máu đứt thường và sau đó lên bảng. Hơi liều đến từ Rayton không flash rồi. Dừng thọt quá anh em, mà dừng vừa rồi khúc cầu hồn ăn được một mạng chứ nếu như mà quả vừa rồi mà không ăn được cái mạng của con Reo thì chắc là thọt điên luôn á. 69 về mạng và thua hơn 1.000 tiền đến team Guma Yushi. Guma đã có một đồ lớn, đó chính là cái súng hải tặc cho những mạng hàng cũng có được ở khu vực đứng dưới. Và bên phía bên kia thì Samira có được hai mảnh của dạ kiếm Rakta. Chênh lệch ở trong vai trò xạ thủ vẫn còn anh em nhé. Trước đấy thì Guma tung chiêu cuối có vẻ hơi vội, nếu như để chiêu cuối băng trụ chung với lại chiêu cuối Rakan thì có lẽ nó sẽ hiệu quả hơn.
Đường trên thì Iron King lao lên là cấp độ 8, W trượt tới Aatrox rồi. Đang đánh tay trả sát thương lại. Sau đó là tiếng bổ Q1 không chí mạng, Q2E cũng không chí mạng. Q3 thì Iron King đơn giản đâm kiếm ra lính và sau đó né cái nhẹ luôn. Hút máu lại với huyết trượng và áp lực băng trụ là có đến từ Iron King. Trăng dây làm choáng trúng, đâm Q vào đẩy chiêu cuối đâm Q, W. Đâm Q tới, đâm Q lui và lướt ra cực kỳ mượt tới từ Iron King. Cái tốc độ xử lý là như thế nào đây? Aatrox còn tốc biến, còn dịch chuyển. Mà làm được gì đây? Đứng dưới có một tiếng 2v2. CC là rất tốt tới từ vị trí của Rell và Rakan bị thiêu đốt mất máu cực nhiều. Xuyên tâm kích bồi sát thương vào và đã có mạng cho Rell rồi. Guma không còn chiêu cuối, có ca thớt tới với tình huống chấm bi. Chấm bi tốt đến từ ca thớt. Tình huống chấm bi thứ hai thì đối phương tốc biến outplay và ca thớt lên bản điểm số vẫn đang quá gây sát thương từ nội tại. Guma gỡ được một mạng hạ gục đến từ xạ thủ đối phương. Ca thớt không còn khúc cầu hồn trong pha này. Guma có thể cân hai được với ngưỡng máu như thế này vì Kindred không còn cứu cứu sinh nữa. Có định băng trụ đến từ Guma hay không đây? Còn EW, Kindred bắt đầu lao lên rồi. Một cú vụt Queen đến từ Guma Yoshi và Kindred có lẽ chỉ dọn lính mà thôi. Chiều người nhau ác luôn ạ. Iron King thì tầm này đang núp ở sông. Aatrox dịch chuyển trở lại. Iron King thì chưa có dịch chuyển. Đang cầm 1.500 tiền rồi. Có lẽ sẽ chờ dịch chuyển về nhà đóng suy vong dịch chuyển trở lại thôi anh em ơi. Lướt chóng hết cả mặt. Đứng giữa thì đó là một pha bóng ngủ nghịch sao thành công đến từ Zoe và Rayton bị solo kill. Rakan ra cũng không có nhiều kỹ năng để cover trong pha vừa rồi. Khó nha, cánh trên thì toàn là 1 năm thế này thì game nó có vẻ là hơi ngộp rồi, top cũng đang kèo lệch nữa. Có lẽ ván này con Nila của Guma sẽ phải là người gánh team mà thôi. Lần về nhà vừa rồi thì Guma đã có thêm một thanh BF. Kindred đã nhấn cái dấu ấn của mình vào đầu của Guma Yushi. Và Kindred lúc này chắc là đánh cánh dưới thôi. Cánh trên thì Iron King với gươm si vong như thế này đã có thể đi chết một con Aatrox thoải mái rồi. Sứ giả được triệu hồi, Rayton tiếp tục đạp bóng ngủ dính một cú nghịch sao, dính sốc điện mất nửa cây, lao lên với cú đức thường bị thiêu đốt, mất máu là cực nhiều. Rell xuất hiện, đẩy một tiếng làm choáng vào và khiến cho ca thớt bay màu, ca thớt 1-6 rồi. Rayton máu me thế này thì cũng rất khó để có thể đón lính Aatrox đang tạt bên phía cánh trái, nhưng liệu rằng có một tình huống tiếp cận được hay không. Rakan có mặt nhưng Zoe nhặt thêm cái tốc biến ở đây. Thở rồi, thở oxy rồi. Đứng dưới thì Guma tiếp tục khả năng đẩy cao của mình. Nhưng đây là tình huống đối phương bắt đầu kéo người xuống. Bóng ngủ vừa rồi góc rất khó chịu. Rakan bắt buộc phải về đường khác. Mất số điểm đánh tráng, mất một cái CC rất là quan trọng đến từ Rakan. Guma có R, Rakan có R. Guma bật thủy giáp lao lên, lao thẳng vào nhưng bị làm choáng. Chưa hút chiêu cuối được thanh tẩy được dùng. Khúc cầu hồn vang lên. Samira mất máu nhiều, Guma tung chiêu cuối hút thành công một người, Zoe tốc biến bỏ chạy và sau đó thì hai người nằm xuống rồi. Tiếp tục đánh tay vụt quy liên tục, vụt quy chí mạng vừa rồi đã có mạng cho Guma Yoshi. Tình huống 2 đánh 3 với một chút sự hỗ trợ đến từ khúc cầu hồn của Carthus. Và ngay lập tức đó là 3 mạng dành cho Guma Yoshi cùng với đồng đội. Ok chưa? Đường trên Aatrox lại bắt đầu gặp khó, bị làm choáng bởi Iron King, bị Kindred gắn E vào người. Tốc biến theo đến từ Iron King để tiếp tục đòn đánh tay của mình, đâm quy đã hồi, đâm quy vào và sau đó lúc dứt điểm. Top hơi toang rồi anh em ơi. Tình huống đánh 2v3 với sự hỗ trợ đến từ Carthus tốt giúp Guma có trụ một tà bản đồ với... Không phải trụ một tà bản đồ anh em ạ, trụ một tà bản đồ khu đứng giữa mất rồi. Đây chỉ là một cái trụ một đứng dưới với 5 khiên trụ mà thôi. Không có 400 tiền bonus thêm đến từ chiến công đầu về trụ. Con rồng nguyên tố thứ hai được solo bởi Carthus, trụ đứng trên mất rồi. Carthus đang cố gắng bán mạng của mình để ăn con rồng này nhưng bị CC trừng phạt. Trừng phạt được nhưng sau đó chắc chắn là bảo điểm số. Và chắc chắn là không gỡ được mạng vì không còn khúc cầu hồn nữa. Thôi thì cố gắng bán một cái mạng một con cá thớt 1-6 lấy một con rồng cũng không tệ ha. Nhờ Kindred phía bên kia xanh lắm rồi. Iron King đang cố gắng cướp cóc và đây là tình huống Iron King có thể rút lui được vì Rakan không còn W nữa. Guma có định swap lên cánh trên để ăn trụ của Iron King. Và W lấy tầm nhìn tới từ vị trí của Rakan nhưng mà hơi khó bắt con Irelia này nha. Đứng dưới đang có một tình huống ép cửa cứu sinh tới từ Rayton nhưng mà sau đó thì liệu có về được hay không, đây không còn tốc biến nữa. Aatrox cực yếu rồi. Zoe kích tốc lao lên với tình huống tốc hành, nghịch sao đánh tay, sát thương cực kỳ nhiều đến từ Zoe. Kindred cũng đã đơm chết vị trí của Rayton rồi, đứng trên băng trụ diễn ra với tình huống R-Dub đến từ Rakan. Guma lao vào bật W vụt liên tục. Iron King đang cố gắng đâm quy hồi máu nhưng đó là pha lướt cung phong linh lên, đã có cung phong linh đến từ Guma Yoshi. Và shutdown thành công Iron King rồi anh em ơi. Bộ đội đứng dưới đã swap lại khu cánh trên và thực hiện pha băng trụ thành công để gỡ mạng. Trong lúc đó cánh dưới vẫn đang cực kỳ gặp khó. 1-4, 1-6 và 1-3 hết rồi. Và tập này thì Guma đang là điều kiện thắng của bên phía team 1 với sự hỗ trợ tốt tới từ những tình huống CC của Rakan. Bên phía bên kia là một con Kindred 603, hai đồ lớn rồi. Iron King cũng đang tiếp cận với cái chủ yếu huyết ở món trang bị thứ hai với hai mảnh của nó.
Tổng tiền thì team Guma thậm chí đang thua tới con số là 3.000 tiền. Mất hết ba trụ ngoài rồi các bạn ơi. Anh em cánh trên đánh chậm chậm lại một tí, chờ con Lila để nó gánh team chứ fit thêm một lúc nữa là hơi khó đánh đấy nha. Cứu cú sinh cùng với hỏa của liên xạ là hai chiêu cuối kết hợp với nhau rất là tốt, và phần nào đó nó có thể counter được khúc cầu hồn nữa. Đang có một tiếng kiểm soát sứ giả đến từ team Guma UC. Tầm này thì con Lila đánh ở đâu thì nên đánh ở đó anh em nhé. Đánh theo Guma UC sẽ là hiệu quả hơn. Cánh dưới thì Achop đang cố gắng để lẻ với dịch chuyển sẵn sàng. Góc di chuyển về của Guma UC đã bị lộ vị trí và coi chừng dính bóng ngủ tầm xa anh em ơi. Đây là một Zui 6 mạng, nó EQ một phát thôi là thấy... Ủa cái gì đây ông? Nó EQ một phát thôi là thấy có người đi về đấy. Đối phương đang di chuyển xuống khu cánh dưới. Rakan đang là người đi đầu lấy tầm nhìn, còn Carthus dính một tình huống bóng ngủ. Bật thần cá sấu đứt nộ thành công, Guma lao vào hút được hai người, Rakan lao vào mở với tình huống R. Và sau đó là một tình huống hack kim thuật được dùng, W được dùng ở những giây cuối cùng. Kim Red còn cứu cứu sinh, lưỡi kiếm tiên phong, đó là một tình huống hỏng lên xa bị kiệt sức. Guma Yuji lên bản đếm số và có lẽ là đồng đội cũng hơi khó chơi trong pha này. Achok tới vét được một mạng nhưng sau đó thì chưa hồi quy kịp, bổ quy quy 1, quy 2 e, và sau đó là một tình huống bắt buộc phải bỏ chạy mà thôi. Samira tốc biến đi với một chấm máu, còn Achok thì đang bị truy đuổi bởi một Irelia lúc này đang cực kỳ xanh của Iron King tiếp cận bãi người đá. Cái đội hình bên phía team 2 cũng là đội hình cực kỳ ghê gớm trong việc đánh team 5 các bạn. Rell rồi Samira rồi Kindred, Irelia toàn là những chất tướng có sát thương trên diện rộng. Và vừa rồi là một tiếng mà Guma đã lao vào để cận chiến với đối phương và bốc hơi cực kỳ nhanh. Mặc dù Raka đã CC rất là tốt rồi nhưng mà nhiều đấy lại không đủ. Khó nha. Gần 6.000 tiền chênh lệch rồi anh em ơi. Zui máu me thế này có định ở lại solo Aatrox đấy à? Oh, Aatrox solo kill Zoe, sát thương thiếu đốt là không đủ cho tình huống vừa rồi. Zoe đã đánh quá ngông rồi. Aatrox đã có dạ kiếm Rakta và sát thương có với những tình huống bổ quy. Một mạng cũng gỡ gạc ở một đường cánh, đường giữa Iron King lao lên làm choáng Guma UC. Iron King hết quy rồi, đang quáng rút lui. W thành công tức từ Rakan, sứ giả húc nhưng trụ chưa bể, cứu cứu sinh còn. Chui vào cứu cứu sinh thôi anh em ơi. Hoàng ngũ liên xạ nó có được kích hoạt hay không đây? Nó không được kích hoạt cho tình huống này, và đó là một tiếng Guma UC vẫn sống với một chấm máu, làm choáng trả người trở lại đến từ vị trí của Iron King. Chiến binh tận thế lên bổ quy một trượt, quy 2 trúng sát thương không đủ, EQ3 và trong trụ đối phương bị bắn cực đau và Aatrox lên bản đếm số sau cú TP vừa rồi. Guma UC đang tạm thời phải rút ra nhưng đó là pha flash đúp không có nộ, nhưng đó lại là một tiếng chiêu cuối đẹp đến từ Guma UC. Iron King làm choáng gỡ mạng của Guma và sau đó thì hút máu lại từ lính đến từ Iron King, hút máu lại thậm chí up cấp độ 13, hút lại hơn nửa cây. Thế này thì chịu rồi, Return level 10 thua 3 level. Quét sạch dành cho các thành viên phía của team 2. Guma đã quay lại hút một cú chiêu cuối khá đẹp. Nhưng mà con Irelia này nó vẫn thực sự là một con Irelia nó hút máu quá khủng khiếp. Guma lúc này đã có 3 đồ rưỡi rồi. Đấy, cử cứu sinh nó hồi có vẻ là cũng khá nhanh, tầm 2 phút một lần. Không phải là quá nhanh nhưng mà thời điểm này 2 phút một lần lại có thể đánh 2 pha team 5 sau canh một mục tiêu lớn rồi. Con Kindred này 8 đồng nguyên đấn rồi anh em ạ, vãi thật. 8 đồng nguyên đấn với cái tầm đánh lúc này là 600. Guma UC thì 3 đồ rưỡi đang là người giàu nhất cái bản đồ này với 12.600 tiền, nhưng mà để gánh team này thì không phải là dễ. Team này có 2 đấu sĩ nhưng mà đang hơi thọt. Nhìn đồ như thế này thì cũng không có chống chịu luôn, rất mỏng. Khả năng CC cho team 5 có lẽ đến chính từ con Rakan cùng với chính bản thân Guma UC mà thôi. Dòng 3 thì với tình huống quét sạch bên phía team 2 đã kiểm soát nó tốt hơn. Và Guma đang phải đứng trước lên cánh trên một chút. Thua tiền thì vẫn đang là khoảng chừng hơn 4.000 tiền anh em nhé. Gặp ngay Iron King cùng với con Kindred hơi căng các bạn ơi. Carthus thì rõ là thọt đồ rồi, Carthus này farm thua cả Kindred ạ. Và 19 Carthus với chỉ một cái mặt nạ thì lượng sát thương phép là hơi hạn chế một chút. Phan lao lên tấn công đối phương đến từ Guma UC cùng với Rakan, hỏa ngũ liên xạ được kích hoạt. Nó chỉ khoảng chừng nửa giây mà thôi. Cái tốc độ bay màu của con Samira trong pha vừa rồi cũng là rất nhanh, dính bóng ngủ Rakan W bỏ chạy. R flash thành công đến từ Iron King và ngay lập tức đó là hai mạng cho phía team 2 với tình huống đạp bóng ngủ của Rakan. Aatrox thì đang cố gắng ăn bãi chim nhằm Kindred trừng phạt bãi chim lao lên tấn công Aatrox này luôn. Return đang cố gắng đẩy lẻ Aatrox bổ quy ngược trở lại nhưng mà quy 2 trượt mất rồi. Nội tại quy 3 chí mạng, sau đó thì sao, đổi góc hạt thông cố gắng rút lui.
Guma có mặt, tình huống quy vào trong dây làm choáng các kiểu đến từ Ari King, nhưng mà làm choáng trượt. Guma tiếp tục lao vào vụt từ nhà đến trường sát thương có. Cùng Phong Linh có kích tốc hành lên solo cùng Ari King. Ari King không còn gì để solo nữa cả, một cái chiêu huyết là quái đỏ tại thời điểm này. Hai mạng dành cho Ari King, nhưng khu đứng trên thì Zoe đã có một quả solo kill. Mà tôi không hiểu lý do tại sao Zoe này có thể solo kill Rayton còn nguyên chiêu cuối nữa. Đây là một con Zoe hai đồ và có vẻ là tình huống Rayton bị Zoe làm ảo thuật. Không có nhiều kháng phép tới từ Rayton. 1-10, 1-6, 2-6, 4-5 hết rồi. Ít nhất là Rakan này là vẫn có thể mở được. Vị trí còn lại thì tanh không biết là có nổi hay không. Đây Guma ăn một cú nghịch sao mất nửa cây. Ui là trời. Cá thớt đang trở lại. Với tình huống nằm xuống của Kindred thì đây có thể là một tình huống ép Baron được, vì đang có lợi thế về người chơi đi rừng. Zoe tiếp tục cấu rỉa, nhưng pha này thì nghịch sao trượt bóng ngủ cũng chỉ chúng hỗ trợ đối phương mà thôi. Khúc cầu hồn vang lên để lấy máu Zoe trước. Liệu rằng có đủ sát thương để dứt điểm Zoe không? Đây mặt nạ đốt Zoe yếu, Zoe sẽ phải lên bản đếm số mà hàng gục dành cho Carthus. Và sau đó sẽ là con Baron dành cho team Guma Yoshi. Một con Baron miễn phí rồi. Nãy sợ. Đặt lại game đấu anh em ơi. Thua lúc này chỉ còn tầm 1.000 tiền mà thôi. Và con Nila này đã có 4 đồ lớn cùng với một cái đồng hồ nhỏ. Pha này sẽ không có tốc hành nhưng mà lại có thanh tẩy. Và có lẽ sẽ hồi kịp cái cung phong linh nữa anh em ơi. Và cung phong linh thời điểm này thì nó cũng đã bị nộp tương đối nặng. Sau cái đợt vừa rồi thì Riot Games muốn bút cái vô cực kiếm, nộp cái cung phong linh từ 90 lên tầm 120 giây. Lâu hơn tới nửa phút. Chiến binh tận thế đã kích hoạt, lách làm choáng tốt. Và sau đó thì Guma đã tới để hỗ trợ cho Atrox lưỡi kiếm tiên phong. Sau đó đâm quy bỏ chạy, nhưng mà đâm quy vào những con lính có Baron thì có lẽ không phải dễ để có thể để reset nó liên tục. Và vừa rồi thì Iron King không tốc biến đã bị bắt lại chết rồi. Và bắt lẻ thành công đối phương đến từ team của Guma Yoshi, tiêu tốn đi thần cá sấu cùng với chiến binh tận thế. Ui, sát thương Zoe kìa. Hai đồ rưỡi Zoe nó đơm một phát, Carthus mất gần trắng cây. Nhưng với thế đẩy đến từ Baron thì team Guma vẫn có được trụ hai đường dưới đối phương và chuyển hướng ra khu đường giữa. Sẽ là hướng đi an toàn hơn. Tầm này tấn công trụ 3 sẽ rất là nguy hiểm anh em nhé. Irelia có dịch chuyển nữa, tầm này dịch chuyển vào đây xong rồi đẩy cú R ra phía sau thì đối phương thì chắc chắn là không dễ chơi tí nào cho team Guma rồi. Đồng đội vẫn đang có ý định giao tranh để lấy tầm nhìn trước. Guma đang dọn lính khu đường giữa, sau đó thì áp lực vào trụ 2. Rakan có R flat nha. Rakan có R flat và Guma có cung phong linh cùng với chiêu cuối. Vụt trụ là cực kỳ đau, lao lên đánh tay cận chiến vào trụ luôn. Và lướt cung phong linh lên vụt quỳ lao vào với cú chiêu cuối, nhưng đó là tình huống cử cứu sinh. Guma Yoshi bị kẹt lại trong cử cứu sinh, nhưng Rakan mở có vẻ là đẹp. Guma có khoảng trống, Guma đang tanh trụ. Guma vụt, Guma đổi mạng với lại 2-3 thành viên đối phương rồi. 4 thành viên đối phương thì đúng hơn. Một cú double kill dành cho Atrox, và Atrox đang có định dí với Zoe này. Quy 1 trượt mất rồi. Quy 2 E flat hay không? Lách được cái bóng ngủ này là solo kill này, Zoe hết spell rồi. Nhưng mà E đi đâu thế này? Dính bóng ngủ nha. E quy 1. Ui trời ơi. Một mình con Zui tầm này nó có thể cân 3 không ấy nhở? Tôi thấy là cũng có thể đấy. Rayton này còn R, nhưng mà không dám đứng lại để ăn Mega, bởi vì thời điểm này đối phương sắp hồi sinh rồi. Pha vừa rồi Guma tanh trụ hơi lâu và không bấm cái đồng hồ đấy nha. Tanh phải đến 4-5 hit trụ không? Tanh lâu thật sự luôn. Mà ông ấy chủ động ông ấy lướt lên ông ấy vụt đối phương. Mỗi vụt quy bây giờ là nửa cây anh em ạ. Ảo. Đam Nila này rắc điên. 900 đam. Vụt phát thấy con Samurai mất nửa cây anh em ạ. Nếu mà Rakan mở tiếp tục tốt như vậy, ván này và Rakan mở tốt thật, thì con Nila này cứ việc lao vào hút chiêu cuối sau đó vụt liên tục thôi. Đam là cực kỳ rác. Tầm này thì đang tích tiền lấy rác tinh thần rồi anh em nhé. Dòng nguyên tố sắp xuất hiện rồi. Iron King có dịch chuyển, đang cố gắng đẩy cao khu vực đứng trên và tìm góc dịch chuyển với tốc biến lúc này chưa hồi kịp tới từ Iron King để tham chiến rồi. Rayton cũng có dịch chuyển. Pha này thì Rayton sẽ ở lại khu đường trên để phòng ngự đợt đẩy đến từ Iron King, hay sẽ là tình huống di chuyển xuống cánh dưới để giao tranh. Đây, quyết định đến phía team 2 là bỏ. Team 2 đã quyết định bỏ linh hồn rồng gió à? Không, đây chỉ là một con rồng hóa kỹ với rồng 3 cho team Guma thôi. Iron King đang cố gắng gỡ trụ, thần cá sấu được kích hoạt để dọn lính đến từ vị trí của Rayton. Một cú đức nộ đưa ra nhưng sau đó thì bị trăng dây làm choáng, chuẩn bị lại bị solo kill hay trăng lưỡi kiếm tiên phong. Hãy nhìn đi. Tốc biến đến từ Rayton hồi trước. Một pha đứt nộ cố gắng bết đến từ Rayton. Và lao lên đến từ Rakan. Iron King chưa hồi tốc biến kịp, 5 giây nữa mới hồi. Gồng W cố gắng giảm đam làm choáng đâm kiếm ngược trở lại. Lấy được cái đỏ từ thủ Guma Yoshi rồi lên bảng đếm số luôn. Ui. Còn Irelia này nó vẫn lấy được đỏ từ thủ. Nó lấy khoảng chừng 70% máu Guma Yoshi. Lấy luôn cả cung phong linh và lấy cả R flat của Rayton. Vẫn có được trụ 2 đứng trên. Cái tốc độ xử lý của Iron King nó vẫn là thực sự khủng khiếp. Bóng ngủ thành công. Đồng hồ được dùng để giảm đam.
Chiến binh tận thế đánh tay, Q1 trượt, W trượt, Q2 cũng trượt. Và sau đó thì sao? Họ bị solo kill hay như thế nào đây? Đi à? Rell là người ăn được mã hạ gục trong pha vừa rồi. Zoe lách rất tốt những tình huống quỷ kiếm Darkin. Và nếu như có Q3 chăng nữa thì cái đồng hồ nhặt được này nó cũng outplay hết 3 Q của Aatrox mà thôi. Mà Aatrox bổ 3 Q trượt thì... Cúc thôi. Vẫn là một game tương đối khó. Tiền thì đang cân hơn một ít về rồng nhưng mà chưa có linh hồn rồng. Và thời điểm này thì Guma vẫn chưa đủ tiền lên giáp thiên thần anh em ạ. Lượm được cái trụ hai đường trên rồi về đóng giáp thiên thần là đẹp này. Nhưng mà đang bị thiếu người nha. Với phương tập hợp đội hình có vẻ là hơi trễ nhưng mà Guma đang tiếp tục đẩy tiếp. Thần cá sấu được kích hoạt sớm. Đánh trụ nhưng mà Rell lao lên mở 4 người và sau đó là tình huống lao vào đến từ vị trí của Samira. Guma Yoshi tung chiêu cuối khúc cầu hồn vang lên. Hoàng Ulysses được kích hoạt. Guma Yoshi lên bảng đếm số bên phía bên kia còn cứu sinh và ngay lập tức đó là 4 mạng hạ gục trên phía của team 2 với tình huống combo vừa rồi. Trời ơi, đấy là tình huống mà Iron King còn chưa có R đấy nhá. Quả vừa rồi mà Iron King đẩy cái R vào sau đó đâm thì đúng là không gỡ được cái gì luôn đấy chứ. Guma lại không dùng được đồng hồ với cái tốc độ nằm xuống quá nhanh đi, quét sạch luôn rồi. Kindred vòng ra phía sau Rakan và Rakan đi rồi. Căng ha, đội hình với Samira và Rell vẫn kết hợp với nhau rất là tốt. Mở một chuỗi CC chung 4 thành viên đối phương như vậy thì quá khó để lật lại teamfight vừa rồi. Mất luôn trụ 2 khu vực đứng giữa rồi. Aatrox này thì chưa có tiền lên giáp thiên thần. Đang lang thang vô định không biết đi đâu về đâu. Cũng may là tình huống vừa rồi giao tranh thua nhưng mà không mất mục tiêu lớn, chỉ mất trụ 2 đường giữa thôi anh em ạ. Không bị mất Baron, bây giờ vẫn kịp có Baron thứ 2 rồi này. Trời ơi, con Zoe nó pốc một phát với mũ phù thủy thôi là Aatrox này muốn đi về luôn rồi đấy. Rồi Aatrox không có dịch chuyển, bấm B về tại thời điểm này thì team lại phải đánh nhau mà thôi. Nhưng mà Zoe đang đi đâu thế này, Zoe không lên Baron. 4 đánh 4 tại Baron anh em ơi, đánh được nha. À không, đây là 3 đánh 4 vì Rakan đang trên bảng đếm số đi ra. Rell lao vào mở Guma Yoshi, bật thủy giáp, hút chiêu cuối. Sát thương khá nhiều đến từ Guma Yoshi nhưng đó là một tiếng còn đồng hồ đến từ vị trí của Rell. Và sau đó thì Guma Yoshi mất giáp thiên thần, Aatrox bổ quy trượt mất rồi, Kindred vẫn chạy được. Guma tỉnh dậy sau giáp thiên thần dính bóng ngủ. Guma vẫn đang tiếp tục hồi máu lại. Guma vụt được, có mạng cho Guma Yoshi. Giáp thiên thần đã cứu Guma một mạng cho tình huống vừa rồi. Và lật lại được pha tranh vừa rồi khi mà Kindred đã không có cửa cứu sinh. Bóng ngủ trượt. Và sau đó là một tình huống tạm thời không có rừng nên là không ăn được Baron. Coi chừng nha, con Zoe này đam rất to đấy nha. Con Zoe này đam nó có để cướp Baron nha. Ui ôi. Tốc biến bóng ngủ nhưng Rakan đã che cho Aatrox rồi, hất tung thành công lướt lên. Aatrox vẫn chết với tiếng sát thương đến từ Baron và Guma lao vào quét sạch về phía team 2. Có Baron này thì ăn chắc là được. Iron King là người nằm xuống khá trễ trong pha tranh vừa rồi và kể cả là có dịch chuyển thì chắc là cũng không kịp để ra Baron vì lượng sát thương tới từ con Nila này lên Baron là cực kỳ khủng khiếp. Nó đánh tay vụt quy liên tục thôi anh em ơi. May là có cái giác thiên thần để mà tỉnh lại anh em ạ. Bên kia thì có đồng hồ của Rell nhưng mà Rell cũng hết tác dụng rồi. Và khi tỉnh đòn từ cái giác thiên thần này thì Guma đã quay lại trả sát thương cực kỳ tốt. Pha vừa rồi thì bên phía team 2 Baron có vẻ hơi vội một chút bởi vì sợ Rakan nó ra kịp. Nhưng mà tình huống Baron vừa rồi thì Kindred bị thiếu bước của cứu sinh. Mà thiếu cửa cứu sinh để con Nila nó hút tầm 3 người nhưng quả vừa rồi là thấy... Lượng sát thương vẫn là rất lớn đến từ Guma Yoshi rồi. Bây giờ sẽ là tình huống cầm Baron đẩy như thế nào. Còn lại 4 búp Baron chỉ thiếu Aatrox mà thôi. Tình huống có định đứng bắt lẻ người chơi đứng trên đối phương, đứng giữa đối phương đang đẩy lẻ khu đứng dưới nhưng bất thành rồi. Đây sẽ là tình huống đẩy trước khu đứng giữa, Iron King tiếp tục đẩy lẻ với dịch chuyển. Lúc này thì Nila của Guma đã cấp độ 17 rồi anh em ạ. Cấp độ 17 tiếp cận cấp độ 18 luôn rồi. Và lao vào mở đến từ Rakan nhưng rất tiếc W không giữ chân được ai lại cả. Kindred là người kẹt lại phía sau. Rell đang phải ở lại để hỗ trợ Kindred trong việc rút lui. Liệu rằng có về đấy không? Đây Surelia được kích hoạt tới từ vị trí của Rakan. Iron King cũng đã nhấn cú TP lấy cấp độ 16 và áp lực ngược trở lại. Team Guma UC bắt buộc phải giật ra để ăn rồng chứ không phải là tình huống ép đánh. Rayton mất thần cá sấu mất máu khá nhiều. Aatrox lao lên bổ Q. Bổ Q2 trượt chiến binh tận thế sau mất máu khá nhiều. EQ3 bị outplay bởi Kindred. Phan lao vào hơi sâu đến từ vị trí của Rayton nhưng còn đồng hồ. Guma lao vào ép cứu sinh trước. Sau đó tiếp tục vụt tiếp. Guma vẫn đang tiếp tục vụt được rất nhiều người yêu máu double kill cho Guma UC. Và đó là cú quét sạch chuẩn bị có. Triple kill dành cho Nila của Guma UC. Dịch chuyển được dùng đến từ Rayton cùng với Aatrox ra khu đứng giữa để tạo ra thế lính đẩy và kết thúc ván đấu. Tôi zoom cận cảnh cho các bạn xem con Nila làm gì trong pha vừa rồi anh em nhé. Lướt lên, lướt trên mặt nước.
Và sau đó thì hút chiêu cuối vụt từng người một. Con Nila rất là thích đội hình có khả năng sổ vào, và trước đấy thì những con như Rayton hay Aatrox nó hơi yếu một chút. Nhưng ván này có Rakan đánh rất là hay, và thời điểm này thì Aatrox của Rayton cũng đã có một chút khả năng câu kéo kỹ năng rồi. GG, 30 phút kết thúc trận đấu với linh hồn rồng hóa kỹ. Và cùng xem lượng sát thương cuối game một chút các bạn nhé. Lượng sát thương cuối game của con Nila 19 mạng bán cả giày này nó cực kỳ khủng khiếp. Để xem nó được bao nhiêu đam per min. Ok, 51.400 sát thương. Ao sát thương toàn bộ lobby này luôn. Bên phía bên kia thì có Kindred cùng Ari King tầm 30.000. Zoe là người có được nhiều sát thương nhất bên phía team 2 với 41.700. Kéo cam ra cho anh em xem cái lượng sát thương của con Zoe này, 41.761 đam. Còn Guma là 51.417 đam. Lượng sát thương theo thời gian cũng là con số rất là ấn tượng đến từ Guma Yoshi với một con xạ thủ cận chiến. Ván này thì đi đường cũng tốt, đi đường đã có áp lực rất là tốt rồi. Và giao tranh thì Rakan mở đẹp quá. Hỗ trợ team 2 của DX đánh hay thật sự đấy. Và khi mà Rakan làm tốt thì Nila bao giờ nó cũng sẽ là xạ thủ follow up rất là mạnh với bộ kỹ năng của con Nila này. Cánh team thành công. Một cái đấu thua rất là nhiều ra early nhưng mà vẫn có thể lật lại được vì cánh trên có phải hơi yếu một chút nên là game đấu này nó hơi mất thời gian. Nhưng mà chỉ một pha team fight thắng lợi ở tại rồng linh hồn rồng của team Guma thôi. Là win luôn pha team fight và win luôn game rồi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một game đấu tại rank Hàn của Guma UC với một con Nila siêu sát thương. Hẹn gặp lại anh em vào những game đấu khác tại rank Hàn anh em nhá. Bye bye.